Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, bấm đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 10 top cần cát nha bạn, đến từ sàn cát Landsport. Thì để tham gia giải hôm nay, các bạn cần click phần link mô tả dưới video mà tôi đã muốn start chatbot nè bạn. Hiện tại top cần này nó đang bán free sale, một ngày nữa sẽ kết thúc các bạn. Muốn start nè. Rồi các bạn click captcha để đi tiếp với bot nha bạn. INV C N rồi gặp trái sai các bạn đi lại H gặp Z đi gửi cho bot. Rồi mình sẽ nhận được 10 top cần cát nha bạn, bấm start now các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên follow cho tất cả kênh xã hội, follow minimum nè. Rồi trên minimum các bạn follow nha các bạn. Bấm vào follow nè. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè. Các bạn chọn tiếp kênh group, kênh channel nữa nha bạn. Group, kênh channel. Rồi tiếp tục các bạn copy cái hashtag này nè các bạn. Rồi trên tài Twitter bấm follow và tài tweet với hashtag tăng 3 người bạn vào nha các bạn. Rồi các bạn theo dõi nè. Các bạn like nè. Các bạn chích dẫn cho bạn biết cái game nha các bạn. Dự án này có rất là nhiều bạn tham gia luôn. Rồi các bạn tự quyết lại với hashtag nè. Rồi sau đó các bạn bấm vào mục continue. Rồi các bạn bấm vào chat. Rồi tiếp tục các bạn điền lại username tại Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Nó còn winvn nè 9. Nó còn winvn để đúng không ta. Rồi các bạn gửi username tại Twitter mình cho mà. Rồi tiếp tục các bạn gửi đường link Twitter vào Twitter nha các bạn. Thì bạn tới Twitter mình ra nè. Bạn nhấp cho ba kênh cùng nhấp vào một sơ nè. Các bạn chia sẻ các bài các bạn tới Twitter nè. Các bạn sao chép liên kết nè. Rồi các bạn gửi cho bot nè. Sau đó các bạn gửi đường link profile minimum mình nha bạn. Thì bạn nhấp vào minimum nè. Trên minimum bạn nhấp ảnh ba bức ảnh đen đen nè các bạn. Rồi bạn nhấp vào ảnh avatar của mình nè, nhấp ảnh avatar mình cái nữa nè. Rồi nhấp vào ba cái ảnh cùng nè. Rồi các bạn sao chép đường link minimum mình nha các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nữa. Rồi tiếp tục mình gửi địa chỉ với BNB sẽ mất trên Bet20 trên với chocolate mình nha các bạn. Mình sao chép địa chỉ với nè. Bạn gửi cho bot nè. Sau đó các bạn join vào iGroup này các bạn. Rồi bấm don, sau đó bạn bấm balance đi check số cần cũng được. Mình đã nhận được 10 top cần cát nè. Bạn gì lên liên ghép mình chia sẻ cho ông bè và người thân để kiếm tôi cần nha các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo từ mình nhé.